Video anh em đây là cây ổi nhá, tác phẩm ổi ta, thân ổi có lắc rất là đẹp. Cái thân ổi nó rất giống với thân tử vi anh em nhé, rất giống với thân cây tử vi. Tuy nhiên đây là một cây ổi ta. Đấy, tay cành rất là rụt rịt, côn rụt rồi. Một cây ổi lăm bông, đấy, dáng mẫu tử anh em nhé, cây tử này rất là đẹp. Tử cũng rất là chín chín rồi, rất là phê đấy. Đây là chiều cao 65cm anh em nhé, đàm rộng nhất là 70. Quanh bánh bệ, bánh bệ đây là 60. Đằng gốc chỗ này 30. Đây là phê. Cây này đẹp ở cái cây tử nữa anh em nhỉ, đấy, cây tử này. Cây tử. Tử nhìn rất là đẹp. Sang mặt bên kia. Không đi đâu. Rất là dài. Thì là dài. Cắt đi. Thank you.